đi. Con ăn đi, mẹ lại mẹ cắm cái hoa này mẹ thắp hương rồi nha. Chưa? Rồi mẹ cũng xong rồi này. Lấy trái cây nha. Trái cây để cắm luôn nha. Cái này qua đây đặt lên những cái trái cây rồi. Thank you.
Ôi trời đất ơi. Có làm sao không? Lại mày xem nào. Lại vỡ nữa rồi. Hết vỡ đĩa này, vỡ bát, bây giờ vỡ bên hoa của mẹ nữa rồi. Mẹ đi ra lấy trái cây về thắp hương mà. Thế bây giờ là lại phải đi mua hoa để thắp hương, phải không? Thôi được rồi, để tí nữa mẹ chở ra mua hoa thắp hương nha. Mày xem nào. May không sao này, không sao cả nha. Không biết đường bỏ hoa vào sọt rác nữa chứ, giỏi đấy. Thôi được rồi, ngồi sang đây đi để mẹ dọn ra, rồi mẹ chở ra ngoài kia mua hoa về thắp hương nha. Rồi yên đây để mẹ dọn cho. Tôi thấy hết từ đầu đến cuối rồi. Mẹ mua cái bình mới nữa này, Ruby này. Cái này nguy hiểm này cô bên này. Mày quét xong rồi tao ra mua bình hoa khác nha. Cô Vy có vẻ thích hoa này cô Vy nhỉ. Hôm bữa gần cái chậu hoa của mẹ rồi. Làm sao? Không phải định đâu. Mẹ có la đâu mà định. Mẹ có la con đâu, hôn mẹ đi. Cô Vy hôn mẹ đi. Hôn miếng nữa. Rồi, con nước này mày quét nha. Quét nhanh để đi nè.